Chào các bạn. Hôm nay ra dọn dẹp tiếp các bạn ơi. Ngày hôm qua mình dọn dẹp ở khu này mới ngày hôm qua mà khô rồi này các bạn, lá khô hết rồi. Giờ mình dọn tiếp phỉnh này nữa là xong. Giờ mình cũng dọn dẹp bằng tay không các bạn. Mina đùa.
khu vực này mình đã dọn dẹp xong rồi các bạn. Giờ trưa rồi nghỉ. Này khu vực cây sồi này các bạn. Khu vực cây vực sồi đã dọn dẹp xong. Giờ lại hái lá giang cho con gái. Nãy có gọi điện thoại đó các bạn. Hái xong rồi mình về. Giờ lại hái lá giang các bạn. Đây nè lá giang này các bạn.